Rồi chào cả anh em nha. Này có con chim này tính lên mà chưa chưa kịp đăng lên là đã bán rồi anh em. Giờ để đăng lên cho anh em xem chơi nha. Cái con này là con chim tơ nè, em có up lên TikTok á, anh em nào có follow anh Bảnh là thấy nè. Là tính đăng chơi mà thường chim mình Bảnh em đăng chơi nhiều anh em. Con này chưa cự anh em, nó chỉ chơi ra một mình nó thôi. Tại vì bữa em vô tình quay được cái clip cũng hay hay em đăng. Con này giá cũng mềm nè, chim tơ này những cái loại mà mới em mới lai tạo nè. Nói chung chim những lứa đầu á, chưa khai thác luôn em. Chưa khai thác con nào bất cứ nào nên bán giá cũng mềm anh em. Cho anh em về mài dũa hên xui. Chung chim thì cha mẹ nó cũng ok lắm anh em. Cũng chơi rừng tốt nhưng mà con chim còn nó nói trước nè, nào chắc ăn ra gần đổ qua chim con ra gần chơi với 10 con như một cũng mới khẳng định nữa anh em. Nên bán giá cũng mềm nha. Tại hôm nay anh em lên cũng hỏi cũng nhiều quá mà em không có chim để chim tơ chơi mạnh nên lên anh em. Giờ hết luôn rồi, giờ chơi yếu 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 gì không à. Chỉ còn có hai con chim già là để em ghép, chim nó tạm mùa rồi. Em ghép thôi. Đây giờ còn mấy con cũng tơ tơ thôi nè. Anh em xem vui nha. Còn nếu mà anh em nào mà cần thiết á, nếu mà cần những loại giống giống vậy á, những giống mới rồi thì em bán nó cũng mềm anh em. Tạm chịu gửi 2 triệu bằng chim khác, chim kiển mà nè. Nhưng mà chim tơ chưa cự nha. Có con thì nó cũng có chơi, có quay được clip, có con không nha. Anh em nào mà liên hệ sớm á, thì dí hên á, lúc có clip, nhiều khi lúc mới lên cái con chim nó, nhiều khi lúc chúng lúc có clip nè, lúc không có. Rồi anh em nào cần, nếu mà cần thì cứ nhắn tin qua Zalo em đại đi, đừng các bạn không đồng ý đâu, đầy anh em đầy bạn này đầy bạn Zalo không đồng ý được đâu. Anh em nào cần thì cứ nhắn tin đại đi, còn không anh em cứ bình luận lên đi, tông cứ bình luận đi em lên lên anh lên thêm nha. Nếu anh em thích thì cứ bình luận đi, nhiều anh em ủng hộ quá thì em lên clip nữa nha. Tại vì chim thì cũng còn nhưng mà chưa chơi mạnh nè, nè chưa mạnh không à, cũng đám chung đám nè, chim đơ tơ mà hết chim dại vậy nha. Rồi anh em cần xem clip vui, cần thì cứ ô la cho em.